Xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, phụ nữ chúng ta luôn đòi hỏi bình đẳng giới, luôn mong muốn có một sự bình đẳng với nam giới trên mọi lĩnh vực. Thế nhưng đôi khi chính những phép tắc, những quy ước ngầm từ bao lâu nay đã luôn tạo ra một chuẩn mực nào đó áp đặt lên người phụ nữ, khiến họ đôi khi phải khổ vì điều đó. Chúng ta thường được bà, được mẹ dạy rằng phụ nữ thì phải công dung, ngôn hạnh, nết na, vun vén cho gia đình, hy sinh cho chồng con. Nhưng bạn có thấy rằng đôi khi những chị em như vậy lại phải chịu thiệt thòi hơn những chị em biết sống vì bản thân mình trước tiên không? Bài viết sau đây sẽ phân tích cụ thể hơn về quan điểm này. Là đàn bà phải biết hư thì đời mới sướng được. Như chúng ta thường thấy, đàn bà từ hồi còn là những cô bé nhỏ xíu đã được bà, được mẹ dạy dỗ cho cách để sau này là một người phụ nữ hoàn hảo, nấu cơm ngon, biết vun vén cho gia đình để sau này bước về nhà chồng. Đàn bà càng đảm đang, càng giỏi giang, càng được mọi người khen ngợi. Đúng thế, đàn bà ngoan sẽ được khen. Đàn bà hư thường bị dè bỉu. Đàn bà ngoan sẽ dành cả thanh xuân, tuổi trẻ, sắc đẹp của mình gói ghém trong bốn chữ công, dung, ngôn, hạnh. Còn đàn bà hư chẳng cần những lời khen đãi bôi thiên hạ. Sống là chính mình, biết mình cần gì. Hư ở đây không phải ăn chơi đàn đúm, đi bar, vũ trường, tụ tập rượu bia hay nổi loạn xăm trổ đầy mình, thể hiện dân chơi. Mà hư ở đây là thử sống một ngày không tận tụy, không lo toan, thoải mái làm những điều mình thích, đi đến những nơi muốn đi, nói không với chồng con. Nếu như những tháng năm ấy bạn đã hy sinh nhiều rồi, vậy giờ hãy sống cho mình thôi. Sống một cuộc đời không lo nghĩ, chẳng hy sinh. Đừng sợ người khác phán xét, cũng đừng lung lay trước miệng lưỡi thế gian. Có ai từng nhầm tính thanh xuân của đàn bà gói gọn trong bao nhiêu năm? Thời gian tàn nhẫn với phụ nữ lắm. Nếu chăm chỉ quá, đảm đang quá, thì thanh xuân đàn bà chỉ quanh quẩn bên bếp núc, chồng con. Cuộc sống này của bạn, chỉ có bạn mới hiểu được. Đừng nghĩ việc hư sẽ làm mất nhân phẩm của mình. Hãy nghĩ đó như một trải nghiệm, rồi bạn sẽ tìm được hạnh phúc của bản thân. Mỗi người đều có quyền chọn cách sống khác nhau. Đừng tự ép mình phải ngoan, phải công dung ngôn hạnh như lời mẹ dạy. Hãy sống theo cách mình thích, rồi bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Tuy nhiên, hư thôi chứ đừng hỏng. Là phụ nữ, bạn chọn sống theo cách nào? Ngoan để được thế gian ca tụng, hay hư để hạnh phúc, an yên? Khi bị phản bội, người phụ nữ nào chẳng đau đớn, và càng những người chấp nhận hy sinh nhiều hơn thì lại càng đau đớn nhiều hơn. Thế nhưng cách ứng xử trước việc bị chồng phản bội ở mỗi người phụ nữ lại là khác nhau. Người ta thường hay ví máu ghen là máu hoạn thư. Chị em nào ghê gớm thì có đủ chiêu trò để hành hạ nhân tình cho hả dạ. Nhưng bạn có biết không, phụ nữ thông minh là người đánh son chứ không đánh ghen. Đàn bà thông minh hiểu ra rằng càng lồng lộn đánh ghen càng chứng tỏ mình yếu thế. Hãy bình tĩnh để cho người khác thấy được bản lĩnh của bạn. Đàn bà thông minh sẽ đánh son, không đánh ghen. Trong tình cảm, người đàn bà thông minh là người biết điểm phấn, đánh son, chứ không phải đánh ghen. Bởi nếu người đàn ông của mình đã bội bạc, cần thì giữ. Không biết bao nhiêu trường hợp những bà vợ đánh ghen tàn bạo bồ nhí của chồng. Ai hiền thì cũng cho vài cái bạt tai, ai dữ dằn hơn thì xé quần xé áo, đánh giữa chốn đông người. Còn bà nào ghê gớm hơn nữa thì thuê người đánh dằn mặt hoặc tạt axit. Thế nhưng, trong chuyện tình cảm, nếu người đàn ông của bạn không chấp nhận người thứ ba xen vào mối quan hệ giữa bạn và anh ta, thì liệu người đó có còn cửa? Chính vì vậy, người đáng trách ở đây là người đàn ông chứ không phải là phụ nữ. Bạn hãy nghĩ thử về thuở còn mặn nồng, khi người đàn ông của mình luôn nâng niu,
chiều chuộng. Thuở ấy, bạn còn trẻ, còn đẹp, còn thời gian chăm sóc bản thân. Thuở ấy, bạn cũng vô tư, nồng nhiệt và biết bao chàng si mê. Ấy thế mà, vài năm sống cuộc sống hôn nhân, bạn dần trở thành bà thím luộm thuộm, chỉ biết lo nghĩ cho chồng cho con mà quên mất đi bản thân mình. Đã bao lâu rồi bạn chưa tự mua cho mình thỏi son? Đã bao lâu chưa tự mua cho mình chiếc đầm sang trọng? Chính vì vậy, trước khi trách chồng phụ tình, bạn hãy nhìn lại bản thân mình. Đàn bà ạ, đừng dại gì mà ba máu sáu cơn đánh ghen. Vừa mệt bạn, mệt người phụ nữ kia. Bởi sau những tổn thương trên thân thể của người kia, có khiến bạn cảm thấy hả hê, cảm thấy bớt tổn thương, thất vọng về người đàn ông của bạn không? Chắc chắn là không. Đừng dại đánh ghen. Bởi có giữ được chồng bạn bên cạnh, thì trái tim anh ta còn thổn thức vì bạn hay không? Hay đang nhầm đường lạc lối ở đâu? Hãy để cho kẻ lạc lối kia tự tìm đường về. Vậy thì bạn phải trang hoàng cho con đường thêm lung linh, rực rỡ bằng việc tự yêu lấy bản thân mình, học cách chăm sóc bản thân. Đặc biệt, phụ nữ cũng cần học cách bao dung, tha thứ. Bởi trong cuộc sống này, ai cũng có những giây phút bồng bột mà nhầm đường, lạc lối. Đàn bà thông minh là người đàn bà hiểu ra rằng càng lồng lộn đánh ghen càng chứng tỏ mình yếu thế. Hãy bình tĩnh để cho người khác thấy bản lĩnh của mình. Cứ đẹp và kiêu hãnh. Nếu người đàn ông của mình bội bạc, cần thì giữ, không cần thì buông. Khi chúng ta còn trẻ và còn đang yêu, đôi khi chúng ta hay nhắc nhau phải giữ lấy cái giá của mình chứ. Kêu căng một chút, làm mình làm mẩy một chút, cũng là cách để thêm gia vị cho tình yêu, thách thức đối phương và nhận được sự chiều chuộng như bà Hoàng. Nhưng sau hôn nhân, tình yêu mất dần điều đó. Vì sao lại như vậy? Có phải đàn ông khi đã sở hữu bạn thì hết trân trọng bạn rồi không? Hay do chính bạn đã thay đổi và không còn trân trọng bản thân mình nữa? Cái giá trước kia của bạn giờ ở đâu? Nếu bạn xem mình là hoa, thì người ta không thể xem bạn là cỏ dại. Nếu chính bạn đã yêu thương bản thân, thì không ai có thể dễ dàng tổn thương bạn. Đàn ông không trân trọng phụ nữ là vì phụ nữ không trân trọng chính mình. Năm tháng độc thân đó, bạn nuôi bản thân tốt đến thế, đâu phải để người khác dạy bạn cách keo kiệt với chính mình. Phụ nữ lấy chồng khổ đều vì không biết quý trọng bản thân trước. Phụ nữ lấy chồng, rốt cuộc phải tình nguyện thay đổi chính mình nhiều đến nhường nào. Bạn tôi lấy chồng chưa được 3 năm, nhưng chồng dần khác đi hẳn. Từ một cô gái thích mặc đồ hiệu, trang điểm khi đi ra đường, thích đi spa hàng tuần, bạn hầu như đã thay đổi hoàn toàn. Ngoài những món đồ đắt tiền cô ấy tự mua thời độc thân, giờ mỗi khi sắm sửa đều chọn những món rẻ nhất. Thấy bạn bè mua món đồ hiệu mới, bạn cũng nhìn qua rồi cũng chỉ liếc mắt tiếc nuối. Có hôm công ty tôi rủ nhau đi spa thư giãn, bạn cũng lắc đầu buồn bã. Bạn thay đổi sau khi lấy chồng, nhưng là sự thay đổi không hề tự nguyện. Sau này tôi mới biết, hóa ra là vì chồng bạn không đồng tình với việc mua sắm, tiêu xài của bạn. Anh ta không coi đó là cách bạn yêu thương chính mình, mà xem như một hành động hoang phí, ảnh hưởng đến gia đình. Gia đình chồng bạn cũng không thích những món hàng hiệu bạn mua, dù rằng đó là tiền bạn kiếm ra. Từ khi lấy chồng, bạn cứ thế mà nghe theo lời chồng, đến việc muốn mua thứ gì cho bản thân cũng không dám. Vậy rồi, lại có ngày bạn tôi phát hiện chồng mua hẳn một cái túi nửa tỷ cho bổ nhí. Bạn tôi cầm hóa đơn trên tay mà nước mắt cứ trào ra. Bạn khóc vì bị phản bội, cũng khóc vì cuối cùng lại đánh mất chính mình, đánh mất giá trị ban đầu của bản thân. Năm tháng độc thân đó, bạn nuôi bản thân tốt đến thế, đâu phải để người khác dạy bạn cách cao kiệt với chính mình. Năm tháng lấy chồng, bạn bỏ bê chính mình như thế, cuối cùng
lại để người ta phản bội, đau đớn. Hình như đã có rất nhiều người phụ nữ như bạn tôi dần đánh mất chính mình sau khi lấy chồng. Hôm qua, tôi đọc được tin tức một người vợ mang thai bị chồng đánh vì lén anh ta mua một đôi giày chỉ 135.000. Tôi thật sự không hiểu, rốt cuộc người vợ ấy đã làm gì sai để buộc phải từ bỏ quyền lợi và nhu cầu của bản thân như thế. Bạn lấy chồng không phải để ngửa tay xin tiền của người khác, để mua một món đồ mà phải trả giá bằng sinh mạng. Bạn lấy chồng không phải để bóp méo đi những gì bản thân cần và muốn. Bạn lấy chồng không phải để bán mình cho gia đình chồng và từ bỏ hết cuộc sống của bản thân. Có một sự thật là nếu bạn tôi ngay từ đầu luôn giữ đúng quan điểm, sống chiều chuộng bản thân mình, thì ít ra dẫu có bị phản bội, cô ấy cũng không thấy có lỗi với chính mình. Hay người vợ đáng thương kia, nếu cô ấy luôn trân quý chính mình, thì có lẽ đã khác hơn không? Đàn ông không trân trọng phụ nữ là vì phụ nữ không tự trân trọng chính mình. Sự không công bằng nhất trong hôn nhân chính là khi phụ nữ luôn phải thay đổi và chịu đựng, còn đàn ông lại luôn đòi hỏi và yêu cầu. Có những sự hòa hợp trong hôn nhân là cần thiết, cần cả hai phải nhịn nhường. Nhưng những gì thuộc về quyền lợi, những giá trị riêng thì đừng bao giờ lấy ra để hy sinh và trao đổi. Bởi khi ấy, nếu bạn nhịn một thì sẽ phải nhịn cả đời, phải sống với chính mình, khuyết đi một phần vì người khác. Đáng tiếc, không phải ai cũng biết đó là sự hy sinh bạn đã phải trả giá nhiều thế nào. Đến cùng, bạn đánh mất chính mình, con người ta cũng không còn trân trọng bạn. Phụ nữ khi lấy chồng, trước khi nghĩ về việc hy sinh gì cho người khác, hãy nghĩ về mình trước. Nếu bạn xem mình là hoa, thì người ta không thể xem bạn là cỏ dại. Nếu chính bạn đã yêu thương bản thân, thì không ai có thể dễ dàng tổn thương bạn. Phụ nữ muốn bớt khổ trong hôn nhân, thì phải trân quý chính mình đầu tiên.